Chào tất cả mọi người nhé, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì từ hôm mà có cái lệnh cấm xe dịch vụ taxi để phòng chống cái dịch bệnh Covid ấy mọi người ạ. Thì từ hôm đấy là em cũng không đi làm được. Vì là đã có lệnh cấm thì xe của mình là xe dịch vụ cho nên là mình cũng không thể đi chở khách được ấy mọi người ạ. Thì từ hôm đó là em cũng cứ ở nhà suốt. Thì xe thì cũng cứ để im một chỗ rồi chả đi đâu được. Thì hôm nay là một buổi chiều thì ở nhà thì em đi phun thuốc trừ sâu cho lúa mọi người ạ. Thì vừa lấy thì em cũng có phun được 4 bình thuốc cho mấy sào ruộng như em rồi mọi người. Thì bây giờ em phun xong thì em ngồi ở trên bờ đây. Đấy, em ngồi đây giải lao một lúc để sau đó thì em về nhà mọi người. Thì em ở quê Thái Nguyên ấy, thì ngoài cái công việc mà đi lái xe ra, nếu như một ngày nào đó mà phải nghỉ cái công việc lái xe thì em ở nhà em sẽ phải làm cái công việc là làm chè này và làm đồng ruộng ấy mọi người. Đấy. Thì mấy hôm nay thì do cái dịch bệnh Covid-19 cho nên là cái công việc lái xe taxi thì em không đi làm được, cho nên là ở nhà là có cái công việc gì thì phải làm cái đấy. Đấy mọi người nhìn đây, đây là một buổi chiều, hôm nay là một buổi chiều thì em đi phun thuốc trừ sâu cho lúa ấy. Thì cái dịp này là lúa bắt đầu đang chuẩn bị chỗ đồng rồi thì sâu nó cũng phát triển hơn, thì mình phải phun vào đúng cái dịp này để cái năng suất của lúa nó có hiệu quả. Thì bây giờ em sẽ quay quanh cái khu vực cái cánh đồng ở đây cho mọi người xem nhé.